Báo châu Á tôn vinh đội tuyển Việt Nam, 5 lý do vàng làm nên kỳ tích. Một cây bút của tờ Fox Sports Asia chỉ ra 5 lý do tại sao đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch AFF Cup 2018. 1. Sự đoàn kết. Khi đánh giá về bất kỳ một nhà vô địch nào, người ta sẽ chỉ ra lý do đơn giản nhất đằng sau thành công, chính là các cầu thủ biết cách chơi bóng cùng nhau. Sự gắn kết ở đội tuyển quốc gia đôi khi chỉ là một thách thức, nhưng đội tuyển Việt Nam đã làm điều này quá tốt tại AFF Cup năm nay. Rồng vàng, biệt danh đội tuyển Việt Nam, cũng là đội bóng số ít không phụ thuộc nhiều vào cá nhân, mà họ vượt qua mọi thử thách nhờ tập thể, tinh thần đoàn kết. 2. Sự ổn định. Thái Lan mở màn đúng với phong thái của một nhà vô địch lâu năm với chiến thắng 7-0. Nhưng họ càng đá càng bộc lộ những vấn đề, từ trận hòa hú vía trước Philippines cho đến khi dừng bước ở bán kết. Những gì Thái Lan thiếu để bảo vệ ngôi vương chính là sự ổn định, điều mà đội tuyển Việt Nam có thừa ở giải này. Rồng vàng khởi đầu tốt, về sau tuyệt vời hơn. Họ bất bại cả mùa với 6 thắng, 2 hòa, một chức vô địch đỉnh cao thuyết phục. 3. Công cực sắc sảo. Nguyễn Anh Đức, 33 tuổi, hóa ra lại là một trong những bất ngờ ở AFF Cup 2018. Tiền đạo kỳ cựu này luôn cực kỳ hữu ích mỗi khi xuất hiện trên sân, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vượt qua mọi thách thức. Anh cũng chính là người ghi bàn duy nhất ở chung kết lượt về giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 sau 2 trận. Anh Đức chính là sự hoàn thiện của hàng công Việt Nam, dù anh chạm bóng ít nhưng cực kỳ lợi hại, hiện thân của lối chơi đội tuyển Việt Nam. Ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam từng kiểm soát bóng có 31% nhưng vẫn thắng Malaysia 2-0. Khả năng trước thời cơ của Anh Đức và đội tuyển Việt Nam cực đáng nể. 4. Thủ chắc. Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất AFF Cup 2018 vừa công hay lại thủ giỏi. Tất nhiên, nhìn cho khách quan, phòng ngự mới là chìa khóa đưa họ lên ngôi vô địch. Đơn giản, phòng ngự vốn trở thành thương hiệu của đội bóng dưới quyền Park Hang-seo. Cả giải, đội tuyển Việt Nam thủng lưới 4 bàn. Rồng vàng thường luân chuyển sơ đồ 5-3-2 sang 3-4-3 và ngược lại. Xem đội tuyển Việt Nam, chúng ta không khỏi nhớ tới câu nói triết lý của huấn luyện viên huyền thoại câu lạc bộ MU. Tấn công giúp bạn thắng các trận đấu, phòng ngự giúp bạn giành danh hiệu. 5. Hay nhất Đông Nam Á. Trước giải Thái Lan và Philippines được đánh giá rất cao, voi chiến vô địch liên tiếp trước đó và tự hào với đội hình chất lượng toàn cầu thủ nhập tịch và huấn luyện viên tầm thế giới. Tuy nhiên thực tế, Việt Nam mới là đội tốt nhất Đông Nam Á. Họ được xếp hạng cao nhất khu vực, từng tạo ra chuỗi trận bất bại 16 trận suốt gần 2 năm qua.